水煮碗糕，草原最美的花，火红的萨尔朗，一梦到天涯，遍地是花香。Xin chào, chúng mình là nhóm phát triển kỹ năng thuyết trình đây. Có phải bạn đang băn khoăn không biết khi thuyết trình, tay và ánh mắt của bạn sẽ phải để như thế nào cho đúng hay không? Nếu đúng là như thế thì bạn tìm đúng video rồi đấy. Chúng mình sẽ giúp các bạn biết rõ những điều đấy thông qua kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể khi thuyết trình. Đầu tiên, bạn hiểu gì về kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể khi thuyết trình? Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể khi thuyết trình là kỹ năng người thuyết trình dùng các cử chỉ, động tác được thể hiện qua ánh mắt, nụ cười, hành động của bàn tay để tạo ấn tượng và giao tiếp hiệu quả với khán giả. Ngôn ngữ cơ thể là một phần vô cùng quan trọng trong bất cứ một bài thuyết trình nào. Theo thống kê, nội dung là thứ mà các bạn nói ra chỉ chiếm 7%, ngữ điệu hay là giọng nói của bạn chiếm 38% và ngôn ngữ cơ thể là chiếm tới 55% hiệu quả mang lại cho khán giả. Tại sao ngôn ngữ cơ thể lại quan trọng đến vậy? Theo bạn là tại sao? Đơn giản vì cơ thể của chúng ta có thể mang lại ngôn ngữ, không phải chỉ miệng mới có thể mang lại ngôn ngữ mà tất cả bộ phận như cơ thể chúng ta đều mang lại ngôn ngữ cho người nghe. Giọng nói sẽ tạo nên ngôn ngữ bằng âm thanh, còn cơ thể sẽ tạo ra ngôn ngữ bằng hình ảnh. Âm thanh và hình ảnh, cái nào đi nhanh hơn? Chắc chắn là hình ảnh sẽ đi nhanh hơn, nên nếu bạn không dùng ngôn ngữ cơ thể hiệu quả, thì cơ thể của bạn sẽ tạo ra những ngôn ngữ không phù hợp, làm ảnh hưởng đến nội dung bài thuyết trình của bạn. Ở kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể này, chỉ có 3 bước đơn giản thôi, nên bạn hãy theo dõi lý thuyết và thực hành ngay đó luôn nha. Bước 1. Ý thức 4 phần trên cơ thể. 4 phần trên cơ thể bao gồm chân, dáng người, tay và ánh mắt. Hãy luôn ý thức rằng bạn có đang kiểm soát hết 4 phần đó hay chưa nhé. Nếu bạn kiểm soát được 4 phần này, bạn sẽ sử dụng ngôn ngữ cơ thể một cách tốt hơn. Bước 2. Vững vàng trên cơ thể, chỉ để tay linh hoạt. Nghĩa là chân hay dáng người của bạn đều phải thẳng, không di chuyển qua lại. Sau khi mọi thứ đã thẳng, bạn hãy xoay tay của mình. Chỉ cần tay chuyển động mà vẫn nhìn thẳng vào khán giả, tập trung để nói. Khi đó, các bạn vẫn có một cơ thể rất là tự tin và đủ sự linh hoạt. Bước 3. Sử dụng tay linh hoạt. Vậy làm sao để sử dụng tay linh hoạt? Sử dụng tay linh hoạt có 4 dạng. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang đứng trong một khung hình. Và khi thuyết trình, bạn cũng hãy tưởng tượng trước mặt mình có một khung hình như vậy. Và tay của bạn không được vượt quá khung hình. Bạn không thể giơ tay quá cao hay quá thấp, hãy đưa tay có điểm dừng và điểm quay lại. Dạng thứ nhất, có hướng cụ thể cho tay của mình. Khi di chuyển, phải được di chuyển có mục đích ngay từ trước, chứ đừng quơ tay một cách loạn xạ. Bạn hãy giữ tay của mình, chỉ di chuyển khi có hướng cố định. Có 4 hướng cơ bản, hướng thẳng, hướng ngang, hướng lên và hướng xuống. Tùy theo những gì bạn nói, tay sẽ được đưa theo định hướng nhất định. Khi đó, tay của bạn không những linh hoạt mà nó còn được kiểm soát rất là tốt. Dạng thứ hai là xoay theo vòng tròn. Nhưng nhớ, hãy điều tiết một cách chậm rãi. Khi bạn nói, có thể nương theo nội dung của mình nói ra để chạm được tới khán giả. Không được làm quá nhanh, tránh bị gói. Dạng thứ ba, khi dùng tay để nhấn mạnh một điều gì đó, thường gặp nhất là búng tay, đập tay hay là nắm đấm. Mình nhấn mạnh tới đâu, mình dứt khoát động tác của mình tới đó, tức là đưa ra phải có điểm dừng. Cuối cùng, dùng ngón tay để biểu đạt điều mình muốn nói. Ví dụ như, hôm nay mình sẽ có 3 điều muốn nói, hoặc là 2 điều. Khi tập luyện, bạn phải ý thức được lúc này tay mình đang trong tư thế nào. Bạn phải tính toán từng động tác khi thực hiện. Nếu sau khi bạn đã quen với cách sử dụng tay, thì bạn không cần phải tính toán nữa. Bạn nghĩ những nhà thuyết trình chuyên nghiệp có phải họ không cần phải tính toán khi sử dụng tay hay không? Không đâu nhé. Trước khi thuyết trình, họ cũng phải tập luyện rất nhiều nên họ mới có thể thoải mái chuyển động mà không phải tính toán đó. Vì thế nên bạn hãy tập luyện đến mức không những thuộc nội dung mà còn thuộc luôn cả động tác nhé. Vậy là bạn đã hoàn thành 3 bước rèn luyện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể khi thuyết trình rồi đó. Bạn có thấy đơn giản không? Hãy cố gắng tự rèn luyện hàng ngày để nâng cao kỹ năng thuyết trình của bạn nha. Chúng mình tặng bạn một câu nói của Cherry Ray để tiếp thêm động lực nha. Hôm nay tôi sẽ làm những việc mà người khác không làm, rồi ngày mai tôi có thể đạt tới những điều mà người khác không thể. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ nhóm phát triển kỹ năng thuyết trình a@gmail.com.